Ok, chào mừng tất cả anh em đã quay lại với Sinh Audio. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất bên em cung cấp đến tất cả các bác. Trước mặt các bác đây là một con đẩy đến từ thương hiệu DMX 3 kênh KX815 3 Channel Baogamy 3 kênh 800, 800 và 1500W. Con đẩy này nó là một dòng đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng DMX, và cái dòng này rất hiếm, nói luôn nhiều bác nhá, rất hiếm, cực hiếm, nó chỉ có mã 612 thì anh em mua rất nhiều, nhưng mã 815 này nói thật sự các bác cực kỳ là ít. Con đẩy này trang bị cái nguồn của nó lên đến 20cm và sò của nó toàn bộ sò là gì, và máy móc thì anh em có thể test out xem này. Đó, máy móc gần như là mới cho tất cả các bác. Ok chưa? Đấy, máy móc gần như là mới. Hàng đẹp leng keng luôn cho tất cả anh em. Các bác nhìn này. Đấy, các con trỏ này mới gần như mới cứng luôn này. Các con sò này. Quá tuyệt vời luôn. Các cái tản nhiệt này, chất lượng đúng không ạ? Nguồn to, máy gấu và hàng cực kỳ là đẹp. Cực đẹp luôn nhá. Tuyệt vời chưa? 3 kênh. Mỗi kênh công suất của nó là 800, 800 và 1500W một kênh. Tai tiếc các bác nhìn các cái tai này. Đó, các bác nhìn các cái tai này. Được chưa? Tai đẹp leng keng luôn nhá. Gọn gàng chứ gần như là mới, gần như là hàng mới cho các bác. Ok, thì hàng bãi thì bao giờ nó cũng có một cái chút ít gọi là phong trần của hàng bãi, thì đây nó có một chút ít gọi là bụi thôi. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Em lau đi phát này, nhìn ở đây này bụi nhá. Đó, em lau đi phát là sạch như mới cho các bác rồi. Ba kênh nhá. Mặt sau của nó thì có, nó sẽ được trang bị những gì? Những gì cho các bác này? Đây đầy đủ là rắc lưu trích này. Đấy, cọc đỏ đen này, đầu vào này, đấy, cổng linh này, các chế độ gạt cho tất cả các bác này. Đầu vào này, cổng linh này, set 1 đến 2, ba kênh này, set 3 này. Đấy, đẹp luôn nhá. Đẹp gần như mới nhá. Chất lượng thì quá tuyệt vời nhá, quạt nhá, quay cực kỳ êm. Cái dòng này thì nó quay rất êm luôn, vì nó là hàng hãng mà. Những dòng hàng hãng thì thường là quay cực kỳ êm và gọn gàng. Đấy, anh em nghe lại cái chất âm nhá, bật lên này. Đấy, dương le này. Đó, đóng tách tách. Rồi. Đây là chất âm của loa JBL KP8052 MK25A75. Nó lại quảng cáo cơ. Còn ở một vụ việc khác, hôm nay công an tỉnh Nghệ An đã anh em nghe thử chất âm được xem nó ngon nào không ạ? Tiếng cực hay luôn. Tiếng bass rất êm, nhẹ nhàng, từ chắc sáng tiếng. Tiếng nó ra nó rất già, chỉ là gọn. Nó gọn tiếng. Đây chưa? Con này thì em đang chào bán cho anh em với mức giá là 6.800.000 một con. Giá đó em đã bao ship này, tặng anh em dây rắc này, đầy đủ luôn cho các bác, về các bác cứ việc dùng thôi. 6.800.000 một con nhá. Giá đó bao ship cho tất cả anh em. Ok chưa? Anh em nào lấy được gì thì cứ nhắn tin qua số điện thoại 0398 192 198 giúp em nhá. Chào các bác.